Kính thưa quý vị, thời gian hoạt động của trạm không gian vũ trụ ISS được mở rộng đến năm 2024. Theo chính quyền của Tổng thống Obama hứa hẹn, trạm vũ trụ quốc tế ISS sẽ còn được hoạt động cho đến ít nhất là năm 2024, tức là tăng 4 năm so với khoảng thời gian dự tính trước đó. Theo tờ Washington Post đưa tin, Hoa Kỳ đã mất hơn 13 năm với hơn 100 lần phóng phi đạo và 160 lần đi bộ ngoài không gian để có thể xây dựng trạm vũ trụ có trị giá 100 tỷ Mỹ Kim nói trên. Việc kéo dài hoạt động là một tin tức tốt đối với các công ty phóng tàu tư nhân khi mà những hợp đồng cung cấp hàng hóa cho trạm vũ trụ ISS vẫn còn được đề xuất, tạo ra cơ hội cạnh tranh cho các hợp đồng trong tương lai. Hiện vẫn chưa rõ là liệu các đối tác quốc tế như cơ quan vũ trụ châu Âu, Nga, Nhật và Canada có mở rộng sự hợp tác của họ hay không. Theo giám đốc chương trình vũ trụ con người của NASA cho biết, sẽ còn phải mất nhiều năm trước khi quyết định chính thức được thông qua. Tuy nhiên, NASA cho biết sẽ sẵn sàng để hoạt động đơn lẻ nếu như đó là điều cần thiết.